rồi. Đây. Một xíu nhóc nha, một xíu cặp cặp mé nước mình dễ nhỉ. Đây nè. Con này bự trước ha. Con nào con nào con nào. Ừ. Kìa. Ục, chưa bao lâu luôn kìa. Đó. Bảy rồi. Còn. Rồi bạn có muốn nói gì không? Đây là con hàu bữa hồi nãy giờ chúng mình bắt luôn các bạn. Mượn hả? Hả? Mượn hả? Bự bự. Đây là con hàu bự, siêu to khổng lồ. Để mình tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục hành trình thôi. Đây, hai bà con luôn. Vô rồi, lúc này là vô vô đợt mình tìm gặp nó này các bạn ơi. Bên này con bự hết vậy nè. Phải không? Từ từ mình quá. Bám nhóc luôn nè. Chào tất cả anh em. Chúng mình đang đi theo chân của một anh siêu nhân chuyên đi bắt hàu đá ở ven biển. Thì chúng ta đang hành trình di chuyển qua đây. Thì mình đang theo chân anh này để cho các anh em trải nghiệm cảm giác cách bắt hàu đá như thế nào. Đi đục hàu á, mấy con hàu ngoài biển mà mấy bạn hay ăn hàu nướng mỡ hành, nướng phô mai á, thì mình đi đục bắt mấy con này. Rồi các anh em cùng theo dõi nha. Hi, chào tất cả anh em. Mình trên sân tối TV. Chúng mình đang đi theo trong nghệ nhân chuyên đi bắt hàu đá. Đây là quy trình anh ấy đang đi khui và bắt hàu. Đây đó. Thì các con hàu đá mà các bạn thường hay ăn ở ngoài tiệm hay là ở chợ đêm á, thì các bạn thường ăn là hàu đá làm gì? Nướng mỡ hành nè, nướng phô mai. Thì các bạn có suy nghĩ là người ta sẽ khai thác loại hàu đá này ở đâu không và cách bắt như thế nào không? Thì hôm nay mình sẽ đang phiêu du tại một vùng biển của Kiên Giang. Thì đây là vùng biển nước ngập mặn đó. Đây là mình đang theo chân anh nghệ nhân áo xanh, còn anh áo đỏ anh ấy là phụ hồ. Phụ xô cầm cái xô mình thấy em mà cầm cái xô. Đây để bắt rất là đơn giản các bạn, chỉ cần cái xô, một cây búa, một cây kềm, một cái đồ mà để mình đầu mình nhọn để mình thử nó thôi. Ừ, cây đó giống như cây xà beng vậy ha. Xà beng để nại vô đá. Thì đây là mình đang ở biển Kiên Giang. Đây phía sau mình là cái cảo để thoát nước ra, để lưu thông tàu bè ra vô, và nó có chức năng là chặn nguồn nước mặn. Cầm lên. Anh đang có bắn một con hàu rất là to các anh em ơi. Trời thì đang rất là nắng, quá trời nắng rồi. Mình đang ở ngoài biển đây. Đây là khung cảnh hoang sơ của biển, không như những biển cát các anh em thấy nó rất là trắng xanh, biển thơ mộng, những bức ảnh đẹp từ sướng view lung linh. Thì đây mình đang ở biển xanh, hàu đó các bạn. Đây là con hàu siêu to luôn, hàu siêu to khổng lồ. Đây là con hàu đá, đây là nó bự
Chà bá lửa luôn. Chúng mình đang phiêu lưu trên đá này nè để khai thác bắt nó. Đường đi cũng gặp gần đó anh em ơi. Đây. Đó. Cho anh em coi. Đây. Chúng mình đang khai thác đây. Anh ấy đang đục. Thì giới thiệu thêm cho anh em coi nha. Nhớ like, subscribe kênh mình nhé. Mình tiếp tục hành trình. Có thêm sản phẩm rồi. Từng lời ấm bên người. Đây nè. Nhỏ. Kìa. Sữa. Sữa ăn mới ngon. Đây đó. Đồ thành công. Yeah. Sữa. Nãy giờ chúng mình mới ra đây khoảng 30 giây thôi. Đã nhìn như thế này rồi. Thì chắc tầm 1 tiếng đồng hồ thôi anh em chúng mình kiếm tiền triệu mỗi ngày về khai thác hào và bán thôi. Rồi đó. Quá nhiều. Chỉ cần ngồi vòng vòng chỗ này thôi là ngon lành rồi anh em ơi. Coi có con hào nào bự thêm không? Ở đây cho anh em coi con ba khía. Bà thấy con ba khía không bà? Đâu? Con còng. Con ba khía còn. Con còng. Đây, con này là làm còng lưng luôn đó. Đó là sự tích còng đó, còng lưng đó. Anh em thấy à, hào mọc rất là nhiều. Rồi mấy con ngầu hà, mấy con này kia bám vô tường, bám đá. Ý là tường bê tông xi măng mà còn bám vậy chứ tự cầm bằng cây rất vài bữa, vài tháng banh. Bê tông mà nó còn bám gì cây rất nó bám ăn đứt cây luôn. Bên kia nhiều nhóc chưa.
con hào sữa bự. Đâu, đâu, đâu. Sữa bự nha anh em. Đó. Quá nhiều. Này mua chai mua tạc nặng vô. Mua hộp phô mai vô cũng được, thôi mở hành cho gọn. Mau gọn hành. Có tốn tiền mua phô mai mua tạc nữa, mắc chết 30 ngàn. Sửa lại, sửa dựng đứng lại. Đây, đó, đây là thành quả của chúng mình. Quả thở rồi. Tu luyện thành tinh. Tu luyện thành tinh rồi. Khoan. Từ từ. Quả thở rồi. Cái này là nguyên tập đoàn hào đá. Còn chà bá. Cái này là nguyên cái động. Động hào đá kìa, nhóc chân à, cái gì vậy, hết hồn vậy kìa. Ôi ôi, bế thắt lo nhóc chân kìa. Rồi tình cậu hiện cái ổ này rồi, báo động xong rồi cái anh em mình nhớ lắp đá lại đàng hoàng nha, để sạt lở bờ đó. Đó, nhóc này, này ăn đã rồi, nguyên xô này ăn đã luôn rồi anh em ơi. Chào tất cả anh em, sau khi chúng ta đập hào, khui hào xong thì đây là thành phẩm của chúng tôi. Đây nguyên một gỗ mà anh em chưa, đây đúng rồi, đây là thành quả tiếp theo. Đó. Rất là to nha, hào này là ngon bổ, rẻ. Rẻ thì không rẻ đâu, đâu tốn đồng bạc nào đâu, nhưng mà tốn công sức thôi. Này là những anh nam ăn là sung lắm nè, nghe nói thôi nghe chứ sự thật không có biết. Nghe nói thôi. Rồi vô rồi, bắt bếp lên anh em ơi, bếp lên nướng mỡ hành thôi. Nướng bếp gà vậy? Lò than hả? Nhúng lò than hay sao? Thôi coi còn than không. Đây đây, ngon lành, chuẩn bị nướng thôi. Đang làm gì vậy anh? Không mà anh. Đây, tiếp theo hành trình của món hào đá chúng ta là thắng mỡ hành trên một cái lò bếp than. Các bạn thấy gì chưa? Lửa cháy phập phùng. Em sợ cái chén này nó quéo đó nha. Sợ nó quéo á. Sao không lấy chén kiểu á, bỏ mấy mỡ hành lên nướng luôn, mấy hào lên. Đúng rồi, bỏ mấy con hào của mình vô nướng rồi để lên. Nên nè. Ủa nướng luôn hả? Rồi tiếp tục hành trình thôi. Đây là bạn ấy đã test thử một con. Thử một con nha anh em. Lấy muỗng chế hành vô, lấy muỗng chế hành vô. Vớt vớt vớt. Nó 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 đúng rồi, hợp lý hợp lý. Đây là bạn Tony. Mình chơi cây nhà lá vườn nha anh em. Ui, nóng nóng nóng. Ồ. Ờ, thơm phức quá các bạn ơi. Xoay ra, xoay ụt ngụt ra. Con hào là con nọc. Trời đất. Xoay dữ rồi ra. Quá xoay rồi. Ê, cái muỗng đây. Quay luôn. Thả bắt đầu à. Đó, 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 đó. Cũng màu xoay quá đó. Rồi, lặt rồi, lặt hết tổ anh rồi. Rồi, rồi, rồi. Nó chạy theo lên mấy cái. Quéo rồi, cháy quá khét rồi. Chết rồi. Cháy lửa kìa, cháy kìa. À,
Trang miếng mỡ hành vô để nó khô. Chưa mà đang nướng. Bắt gì có nhiêu đó hả trời? Nhiều không? Nhóc chân. Trang miếng mỡ hành vô để khô. Khô không? Khô không? Khô không? Khô cái trong đó thì lại cho nướng quái trăng kìa. Anh đây. Ôi. Gì? Anh em đây mình test thử con trước ha. Rồi ok test đi bạn. Cái này là mình test thôi, hồi là mình thử đi, chúng ta thử thành quả đi. Nóng quá bạn ơi, nóng nghe con phỏng lửa à. Mình này mình phải hào đá đó mẹ. Bớt ngồi bớt nóng chưa? Cái vỏ thì chắc chắn là còn nóng rồi. Chắc mà anh nó không sợ luôn ha. Đó bạn ấy khều rồi kìa. Rồi ơi. Gớt rồi. Rồi luôn. Khử con hào ra ngoài luôn rồi. Trong luôn bỏ luôn bạn ơi. Ê, quá tệ rồi. Rồi, làm lại con khác thôi. Ủa, nay ăn Tiểu Phụng nó chưa giao sợ ta? Nãy có nói nào? Nó nói cả 11 giờ hơn nó giao mấy sò cò. Nghe cao vậy chứ không biết sò cò cái này ghi nhiêu. 60 ngàn cái lô. Phụng bán 60 ngàn. Em muốn mỡ hành á, bỏ vô để bỏ để nó ngoài luôn đi. Để nó bị khô. Mắc gì vậy? Ai biết. Lao. 60. Sò lông thường thường nó mắc hơn sò cò đó đó, sao giờ rẻ hơn này? Ai biết à? Để tao nướng. Nhiều kìa, chế mỡ nhiều quá tràn luôn kìa. Bỏ vài cộng hành vô. Đó đó. Mấy con ăn được rồi. Đó. Kìa. Đó. Đâu biết kia dựng ba luôn. Còn đó là đỉnh nhất luôn á, ba bự nhất luôn á. Thấy không? Đây, cái này đổ cái là mấy... đổ cái chén này là tạo đồ nha. Tạo đồ. Rồi kìa. Nhỏ giờ hả? Chín rồi, chín rồi. Chín rồi đó, gấp ra ngoài đi hoài chó ngồi. Gấp ngoài lắm. Chứ có mấy con này đó hả? Có mấy con đó bay đi. Này cái anh gắp con này ra ngoài để hỏi nó khô. Nó quá hoài. Nó méo rồi, khô vậy. Rồi, rồi gắp nó ra đi cho nó ngồi. Ăn quýt không? Ngoài biển á, ngoài cái cảo á. Cái cống á. Đây. Ba ngủ chết. Quanh ha, trái ngang, nhấp chân. Ủa vậy lái luôn đó hả? Con này là con... Ăn được rồi đó. Nước luôn đó hả? Dạy con đi, cúng. Ngủ cái gì vậy? Ba muốn ngủ anh ba. Kiên Quy lên chợ anh lấy gụi ông gụi kìa. Uống nóng như chết. Nóng mà lụn mà đụng ra. Vì chiều uống luôn hả? Nhậu cái này mà chiều uống gì? Có nhiều đây đó. Hết rồi đó. Vì chiều kiếm mồi khác nhậu. Rồi. Bạn có trở thành tạo đồ nữa không? Hay, mình làm thiệt nha anh em. Nãy là mình vô sơ sức kỹ thuật thôi. Sơ sức kỹ thuật làm gớt thôi, con hào rồi. Con này nghe gớt hào ra nè nghe. Cái này là các bạn chỉ các bạn cách ăn cái này, các bạn phải gỡ từ từ. Nó để nó ngồi nên là các bạn phải từ từ. Giống như nãy bị gớt hả? Cái này mình ăn cái là mình phải phải thưởng thức nó. Mình ăn hả không ra. Đưa vô miệng nè. Khỏi cái. Nóng nha, ruột lửa nha, coi chừng. Ruột lửa không? Được không? Được không? Wow. Quay húp nước nè. Bằng diện cảm mới có nước đâu húp. Mở không? Nhớ like subscribe kênh nha các anh em. Rồi chương trình thưởng thức hào chúng ta bắt đầu thôi.